Kính chào ông bà anh chị em, để lời được lớn lên. Đó là cách thức mỗi Kitô hữu chúng ta dấn thân trong thế giới này với anh em Đa Minh. Nhiệm vụ này được triển khai với chọn lựa, ngợi khen, chúc tụng và rao giảng lời nhập thế. Kính mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi để lời được vang xa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trích đoạn tin mừng theo Thánh Marco qua Chủ nhật thứ năm hôm nay tiếp nối đoạn tin mừng của Chủ nhật thứ tư vừa qua. Ngay sau khi chữa lành người đàn ông bị thần ô uế nhập trong hội đường, Đức Giêsu tiếp tục một chuỗi những phép lạ khác bằng quyền năng của Thiên Chúa. Tác giả tin mừng cho ta biết Đức Giêsu vào nhà hai ông Phêrô và Andrê và người đã chữa lành cơn sốt cho bà mẹ vợ ông Phêrô. Hành động cầm lấy tay là cử chỉ Đức Giêsu làm cho kẻ chết sống lại. Có lẽ hành động ấy cho thấy quyền năng của Đức Giêsu đối với thể xác con người phát xuất từ sự sống lại của chính người. Không những thế, người còn chữa lành mọi kẻ đau ốm khác với đủ thứ bệnh tật và trừ quỷ. Trong đoạn tin mừng này có một chi tiết hết sức quan trọng nối kết Chúa Giêsu với việc thực hiện các phép lạ, đó là tương quan của người với Thiên Chúa Cha trong cầu nguyện. Thật vậy, để lấy lại sức mạnh tinh thần, người đã vào nơi thanh vắng để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Chính vì thế nên người đã có đủ sức mạnh để đi hết cuộc hành trình nơi dương thế này để cứu độ nhân loại. Thế còn đời sống cầu nguyện của chúng ta thì sao? Chúng ta dành cho Chúa bao nhiêu phút mỗi ngày? Sau mỗi thánh lễ, chúng ta có ở lại để tâm sự, để nói chuyện với Chúa không? Ước gì qua đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta ý thức hơn về việc kết hợp với Chúa qua lời cầu nguyện. Vì chỉ có như thế, đời sống đức tin của chúng ta mới trở nên mạnh mẽ. Mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa sẽ ngày càng gần hơn. Ta sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu và sẽ hiểu được mục đích của cuộc sống của mình là gì. Đức Giêsu đấng giải phóng là con người tự do đích thực nhất trong chân lý và trong tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Đây là điều được xác quyết qua trình thuật tin mừng theo Thánh Marco của Chủ nhật 5B thường niên này. Thực vậy, Đức Giêsu Kitô đã được những người tin vào lời và tin vào hành động của Ngài tuyên xưng là Thái tử chân lý, tình yêu cứu độ, sự bình an vĩnh cửu và là quà tặng tuyệt vời nhất mà Chúa Cha ban tặng cho con người. Ngài là lời Thiên Chúa nhập thể đến cắm lều cư ngụ giữa chốn nhân gian. Ngài đến từ thẳm sâu cung lòng Chúa Cha để ở với và ở cùng con người. Ngài chia sẻ đến tận cùng thân phận mong manh và mỏng giòn của kiếp con người, ngoại trừ duy nhất một điều, đó là tội lỗi. Nhưng đồng thời Ngài vẫn không ngừng ở trong Cha, sống trong Cha của Ngài bằng một mối tương giao thâm diệu và rất đỗi thánh thiêng. Trong mối tương giao thâm tình quá ư mật thiết và vi diệu này, Đức Giêsu đã kín múc cách sung mãn và tuyệt hảo nhất chân lý, tình yêu cứu độ, sự khôn ngoan, sức mạnh quyền năng là chính Thánh Thần ngôi ba mà Chúa Cha trao tặng cho Ngài. Chính mối tương quan này đã thúc đẩy và năng động hóa toàn thể sứ vụ và cuộc đời của Đức Giêsu. Như thế, toàn thể cuộc đời Đức Giêsu cháy bỏng nỗi khát khao loan báo chân lý và tình thương cứu độ của Thiên Chúa cho hết thảy mọi người, đặc biệt là những người nghèo, những con người đau khổ, những người đang phải còng lưng dưới ách thống trị của bệnh tật, của tội lỗi và của sự chết, cũng như biết bao nhiêu con người đang nhọc nhằn truy tìm, đang mong mỏi khát vọng gặp gỡ tình yêu và
và chân lý viên mãn của Thiên Chúa. Thần ký Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Qua trình thuật tin mừng ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta thấy rằng Đức Giêsu không đứng bên ngoài, Ngài cũng chẳng hề đứng bên lề cuộc đời của anh chị em mình để lạnh lùng hay hờ hững ngắm nhìn như một kẻ hoàn toàn chẳng hề có bất cứ chút liên lụy nào. Không, Giêsu hoàn toàn chẳng hề dửng dưng đến như thế đối với cuộc đời, đặc biệt là đối với những nỗi thống khổ đang như thể tàn phá và đọa đày kiếp người của anh chị em mình. Trái lại, Giêsu luôn khát khao đến cháy bỏng trao tặng tình thương của Cha. Ngài là nụ cười, sự bình an tuyệt hảo nhất mà Chúa Cha có thể ban tặng cho con người. Giêsu như thể chính là con ngựa thồ của Chúa Cha. Ngài muốn thồ, muốn mang vác và gồng gánh trên đôi vai của mình toàn thể nỗi thống khổ của kiếp người. Ngài muốn ôm choàng lấy tất cả những ai đang phải vất vả mang gánh nặng của thân phận con người, nhất là những con người đang đau khổ và bệnh tật, để yêu thương, để chữa lành, để vực họ dậy từ những thất vọng, từ những chán nản đến ngã lòng và đang bất mãn với cuộc đời này. Được tràn đầy thánh thần mà Chúa Cha ban tặng, Giêsu hoàn toàn tự do để loan báo lời chân lý và tình yêu cứu độ của Cha đối với hết mọi người. Chính vì lẽ đó, không có bất cứ điều gì, không có bất cứ quyền lực nào, bất cứ vinh quang và danh vọng nhân loại nào có thể níu kéo hay ngăn cản sứ vụ loan báo lời của Cha Ngài. Toàn bộ cuộc đời Ngài là vì vinh quang Thiên Chúa, Cha của Ngài, và vì ơn cứu độ, niềm hạnh phúc viên mãn, sự sống vĩnh cửu của anh chị em mình. Đức Giêsu là nhà giải phóng đích thực nhất mà Chúa Cha ban tặng cho nhân trần. Ngài đến giải phóng con người khỏi tất cả những gì đang đè nặng, đang ngăn cản, đang nô lệ hóa con người, không cho phép con người đứng thẳng, sống đúng phẩm giá, sống đúng với những giá trị căn bản và cần thiết nhất của mình trên cả bình diện văn hóa, chính trị và tôn giáo. Ngài giải phóng con người khỏi những ảo tưởng và tâm tối đang giam hãm con người. Đức Giêsu giúp con người đứng thẳng trước đau khổ, bệnh tật, tội lỗi và sau cùng là đứng thẳng và can đảm đối diện với chính sự chết. Chữa lành bệnh tật là biểu hiện của tình yêu và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Qua việc chữa lành bệnh tật, Đức Giêsu muốn khẳng định rằng không phải đau khổ, tội lỗi hay sự chết có thẩm quyền tối hậu hay tiếng nói sau cùng trên vận mạng cuộc đời con người, nhưng duy chỉ một mình Thiên Chúa, Cha của Ngài, đấng sáng tạo trời và đất, đấng nắm giữ sự sống và cái chết trong tay, mới có thẩm quyền quyết định và có tiếng nói sau cùng trên lịch sử nhân loại và lịch sử riêng của từng người trong cuộc đời này. Giêsu tự do để có thể gần gũi con người nhiều nhất có thể. Ngài đã dám can đảm phá vỡ mọi thứ luật lệ gò bó hay giam hãm, không vì vinh quang Thiên Chúa và không vì sự sống đích thực của con người, để mà Ngài có thể cúi xuống yêu thương, tha thứ và chữa lành hết mọi người, đặc biệt là những người tội lỗi, những người bị loại ra bên lề, những người bị thất bại, những người nghèo cần đến tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ngài muốn đón nhận mọi người vào trong vương quốc tình yêu của Cha Ngài. Chính vì những ý nghĩa và những cứu cánh này mà Ngài đã đến trong lịch sử của chúng ta. Giêsu muốn yêu thương và chữa lành hết thảy những con người đang đau khổ, những con người bệnh tật. Nhưng sứ vụ và cuộc đời của Ngài không hoàn toàn dừng lại duy ở việc chữa lành bệnh tật thể xác. Ngài không chỉ là đấng giải phóng con người khỏi sức nặng và ách thống trị của bệnh tật. Ngài là lời Thiên Chúa, là đấng giải phóng con người toàn diện, nghĩa là giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự chết. Ngài giúp con người nhận ra chân lý, nhận ra ý nghĩa và cứu cánh sau cùng của đời người. Lời Ngài giúp cho con người ý thức được đâu là khát vọng sâu thẳm nhất
của trái tim con người. Và ai là người mới có thẩm quyền khỏa lấp trọn vẹn khát vọng cháy bỏng ấy? Giê-xu thấu hiểu rằng khát vọng sâu thẳm và cháy bỏng nhất của trái tim con người là được ngắm nhìn Thiên Chúa, là được thông dự, được chia sẻ hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu mà Cha của Ngài là nguồn mạch uyên nguyên. Chính vì lẽ ấy, duy chỉ Cha của Ngài mới có thể khỏa lấp và thành toàn trọn vẹn nhất khát vọng ấy của lương tri con người mà thôi. Đây chính là điều mà chính Thánh Augustino, sau những tháng ngày dài khắc khoải và nhọc nhằn tìm kiếm niềm hoan lạc và ý nghĩa đời mình theo cái nhìn và theo tâm thức hoàn toàn trần thế của mình, và sau khi Ngài hoán cải và khi đã tìm thấy chân lý tối hậu nơi Đức Giê-xu, Ngài đã nói rất tuyệt vời như thế này: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và lòng chúng con vẫn khắc khoải bao lâu chưa được nghỉ yên trong Chúa. Ngày hôm nay, khi đứng trước những nỗi thống khổ, những thất bại, những bệnh tật, đôi khi người ta vẫn nhìn cuộc đời như một định mệnh, như một nỗi đọa đày. Thế nhưng, với tư cách là những người tín hữu Kitô, nghĩa là những người đã dám can đảm đặt niềm tin vào Đức Giê-xu, chúng ta đừng mời gọi để có một cái nhìn khác về định mệnh và về cuộc đời. Như một tu sĩ dòng Đa Minh, anh Cornelius Ern đã nói như thế này: Định mệnh là tiếng gọi và là lời mời của Thiên Chúa tình yêu mà chúng ta đáp lại bằng một sự ưng thuận đầy sáng tạo và tràn ngập tình yêu. Xin Chúa luôn ở cùng, đồng hành với chúng ta và tặng ban dư tràn ân sủng của Ngài, để ngõ hầu chúng ta có thể trung tín với Ngài ngay giữa những giông tố bão bùng, ngay giữa những bấp bênh, giữa những thất bại, giữa những chán trường của phận người, giữa những đau khổ và bệnh tật, giữa những yếu đuối và tội lụy của một tinh thần trong thân phận xác phàm. Chúng ta xác tín rằng Đấng là Emmanuel sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng ta, bởi vì đơn giản Ngài là tình yêu. Thiên Chúa bao la che chở đời con, bao năm sống vui an hòa với tròn tình yêu thiết tha. Dâng lời ca con cảm tạ hồng ơn, chính Chúa dựng nên muôn tinh tú trên bầu trời, muôn muông thú trên trần đời sáng ngời kỳ công khắp nơi. Chúa đã tặng ban muôn muôn phúc ân tuyệt vời cho nhân thế qua mọi thời, dâng lời cảm tạ chẳng ngơi. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la che chở đời con, bao năm sống vui an hòa với trọn tình yêu thiết tha. Dâng lời ca con cảm tạ hồng ân, Chúa đã dù thương cho con sống trong cuộc đời, cho con sống vui phận người, giữ gìn đời con thắm tươi. Chúa dắt dìu con qua muôn khó nguy đường đời, tuy nhân thế bao đổi rời, ân tình Chúa chẳng hề vơi. Thank you.
gọi mời. Con theo Chúa trong cuộc đời, sống trọn tình yêu Chúa thôi. Chúa đã chọn con nên nhân chứng cho tình trời, loan tin Chúa yêu loài người, đem niềm vui về mọi nơi. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, che chở đời con bao năm sống vui an hòa, với trọn tình yêu thiết tha. Dâng lời ca con cảm tạ hồng ơn, lấp lấp hồng ơn, bao năm Chúa ban ngập tràn, như mưa xuống trên trần hoàn, mãi còn đầy dư chứa tràn. Cảm ơn hồng ơn, con xin hát lên ngàn lần câu ca Chúa yêu phàm trần, tâm nguyện suốt đời vọng ngôn. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, che chở đời con bao năm sống vui an hòa, với trọn tình yêu thiết tha. Dâng lời ca con cảm tạ hồng ơn, với trọn tình yêu thiết tha. Dâng lời ca con cảm tạ hồng ơn.